mang câu chuyện truyền cảm hứng về biểu tượng của món quà từ đại dương mang tên Ngọc Trai. Tất cả cùng hòa quyện cùng tâm huyết, sự kỳ công của đội ngũ chế tác tài năng. Đặc biệt, chiếc vương miện được ba vô thuyền mỹ cảnh trực tiếp lên ý tưởng cùng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020, lấy cảm hứng từ chủ đề của cuộc thi Thập kỷ Hương sắc. Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 là thành quả lao động của đội ngũ nghệ nhân chế tác với 74 viên ngọc trai Soshi và 30 viên ngọc trai Freshwater, trong đó 21 viên Soshi ánh sắc vàng kim, 53 viên Soshi tượng trưng cho vẻ đẹp đài cát sang trọng, 30 viên Freshwater sắc trắng đại diện cho vẻ đẹp thuần khiết tinh khôi. Vẻ đẹp lung linh trắng lệ của thiết kế vương miện còn là sự hội ngộ hoàn hảo với 530 viên đá quý trắng và 1388 viên đá quý vàng. Lồng ghép trong thiết kế chính là hình ảnh những mảnh vỏ sò ôm tròn những viên ngọc trai quý giá, khoác lên mình sắc vàng hộ phách hòa quyện cùng với sự lấp lánh của những viên đá quý trắng và ngọc trai hai tiara cho hai á hậu Hoa hậu Việt Nam 2020. Cũng được lấy cảm hứng từ chủ đề cuộc thi, toàn bộ được chế tác từ vàng trắng, đá quý và ngọc trai, vương miện và tiara Hoa hậu Việt Nam 2020. Thưa quý vị, và bây giờ đang tiến bước ra sân khấu cùng với chiếc vương miện danh giá đại diện cho thập kỷ hương sắc là nhà sáng lập thương hiệu Long Beach Pearl, bà Bùi Thị Mỹ Cảnh, người đã lên ý tưởng và theo dõi quá trình chế tác những tuyệt tác vương miện tại Việt Nam. Đây cũng là thương hiệu trang sức ngọc trai đồng hành cùng với Hoa hậu Việt Nam trong suốt 3 mùa vừa qua. Và ngay sau đây chúng tôi xin được mời bà Bùi Thị Mỹ Cảnh sẽ trao lại vương miện cho đại diện của ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020. Xin mời ông Lê Xuân Sơn và bà Phạm Kim Dung sẽ tiến ra sân khấu ạ. Thưa quý vị và ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã nhận được chiếc vương miện danh giá từ bà Bùi Mỹ Cảnh. Cảm ơn bà Bùi Thị Mỹ Cảnh. Thưa quý vị, hai năm vừa qua là hai năm nhiệm kỳ vô cùng đáng nhớ của Hoa hậu 2018 Trần Tiểu Vi. Cô đã cống hiến không ngừng những điều tốt đẹp thông qua các dự án từ thiện giúp đỡ mọi người. Đặc biệt, Hoa hậu Trần Tiểu Vi còn xuất sắc ghi tên Việt Nam trên bản đồ nhan sắc thế giới qua việc lọt vào top 5 Hoa hậu nhân ái thế giới tại cuộc thi Miss World 2018. Và ngay sau đây xin được mời quý vị cùng hướng mắt về màn hình theo dõi đoạn phim sau về Hoa hậu Tiểu Vi. Nhiều dấu ấn đặc biệt, Hoa hậu Trần Tiểu Vi đã thực sự trở thành minh chứng cho Hoa hậu Việt Nam 2018 tài sắc vẹn toàn.
Xin chào Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy. Và chỉ còn ít giây phút nữa thôi thì bạn sẽ trao lại chiếc vương miện danh giá cho tân hoa hậu kế nhiệm. Vậy thì cảm xúc của Trần Tiểu Vy bây giờ là như thế nào ạ? Trước thời khắc chuyển giao quan trọng này, thực ra là Tiểu Vy có rất là nhiều cảm xúc. Điều đầu tiên, Tiểu Vy xin được trân trọng cảm ơn. Tiểu Vy xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã tìm thấy một cô gái Tiểu Vy 18 tuổi, hồn nhiên, ngây ngô. Chào cho Vy chiếc vương miện danh giá cao quý và dìu dắt Tiểu Vy suốt 2 năm qua để có được Tiểu Vy như ngày hôm nay, một cô gái rạng rỡ và làm được nhiều điều có ích cho đời. Tiểu Vy xin được cảm ơn ba mẹ là người đã cho con hình hài xinh đẹp, sức khỏe, trí não và năng lượng dồi dào để con có thể gánh được sức nặng của chiếc vương miện và hoàn thành tốt vai trò của một cô hoa hậu. Tiểu Vy xin cảm ơn những người hâm mộ đã tin tưởng, yêu thương và luôn đồng hành Tiểu Vy và đã luôn đồng hành cùng Tiểu Vy. Ít phút nữa thôi thì Tiểu Vy sẽ trao vương miện cho một cô gái may mắn nhất đêm nay. Tiểu Vy chúc cho tân hoa hậu Việt Nam năm 2020 sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình, đúng như mong chờ của ban tổ chức và công chúng. Cuối cùng thì Tiểu Vy xin được trân trọng cảm ơn quý khán giả, chúc cho quý khán giả sẽ thành công, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, cô gái chúng ta đang vô cùng xúc động. Và giờ thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi là hành trình vô cùng đầy tự hào, mang dấu ấn mang đậm Trần Tiểu Vy. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 đã kết thúc thành công rực rỡ khi chọn ra được cô gái tài sắc vẹn toàn. Không lâu sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu, cô gái 18 tuổi Trần Tiểu Vy đã gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng qua phần thể hiện xuất sắc tại Miss World 2018, một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh. Cô ghi tên mình vào top 30 chung cuộc và top 5 Hoa hậu nhân ái. Suốt 2 năm nhiệm kỳ, Trần Tiểu Vy luôn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện xã hội, mang ý nghĩa nhân văn tốt đẹp. Nàng hậu trẻ tuổi vẫn thường xuyên trao đi những món quà ý nghĩa để khích lệ tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn, lan truyền cảm hứng tích cực, xứng với danh vị đại diện cho vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Cô trở thành đại sứ hình ảnh cho các chương trình vì cộng đồng và tham gia nhiều sự kiện văn hóa lớn. Đại sứ hình ảnh cuộc thi Miss World Việt Nam 2019, đại sứ hình ảnh lễ hội Hang động Quảng Bình, đại sứ sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đại sứ chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2019. Đại diện cho 400 đại biểu đọc thư gửi thanh niên tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8, đại sứ chương trình cải thiện chất lượng nước sinh hoạt cho vùng khó khăn. Hoa hậu Trần Tiểu Vy còn vinh dự trở thành khách mời của nhiều sự kiện đình đám, được các nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam chọn mặt gửi vàng cho vị trí first face vừa đẹp trong các show thời trang lớn, được chọn làm gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng thương hiệu lớn, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực và sức sống của thế hệ trẻ. Song song với những hoạt động trong thời gian đương nhiệm, Trần Tiểu Vy vẫn chăm chỉ theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Trần Tiểu Vy còn bộc lộ năng khiếu diễn xuất khi thử sức ở vai trò diễn viên và bước đầu nhận được nhiều khích lệ từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Sau 2 năm trau dồi kinh nghiệm, Tiểu Vy đã khiến khán giả bất ngờ với sự lột xác ngoạn mục, tiến bộ vượt bậc về kỹ năng và vẻ đẹp ngày càng thăng hạng.
chiếm được cảm tình và sự ưu ái đặc biệt của người hâm mộ. Với nhiều hoạt động tích cực, Trần Tiểu Vy đã chứng minh sự lựa chọn đúng đắn của Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2018. Một hoa hậu không chỉ xinh đẹp, tài năng mà còn giàu lòng nhân ái, đại diện cho thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam trong thời đại mới. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý vị cùng xem đoạn phim ngắn giới thiệu hai vật phẩm vô cùng quan trọng dành cho Tân Hoa hậu Việt Nam 2020, đó chính là ghế đăng quang và quyền trượng. Một vật phẩm dành riêng cho Tân Hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Kết hợp giữa độ chính xác, tinh xảo của công nghệ với sự sáng tạo, tỉ mỉ của đội ngũ nghệ nhân lành nghề. Là sự hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại. Ghế đăng quang lấy tông vàng làm chủ đạo, thể hiện sự quyền uy. Ghế được chế tác từ hợp kim nhôm 6061, mạ vàng 24K, bọc nệm nhung sang trọng. Trên ghế đính 155 viên đá lấp lánh như tô điểm thêm cho vẻ đẹp rạng người tỏa sáng của Tân Hoa hậu khoảnh khắc đăng quang. Với chủ đề thập kỷ hương sắc, lưng ghế đăng quang nổi bật với hình ảnh chiếc đồng hồ và vương miện cách điệu, là biểu tượng ghi dấu ấn hành trình 10 năm ấn tượng gần đây của Hoa hậu Việt Nam, tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, trí tuệ và lòng nhân ái của phụ nữ Việt. Ghế đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 là tâm huyết, là sự kỳ công dành tặng cho Tân Hoa hậu với kỳ vọng lan tỏa và nâng tầm vẻ đẹp Việt trên thế giới. Một biểu tượng của nhan sắc và quyền uy, là vật phẩm chế tác độc quyền dành riêng cho Tân Hoa hậu năm 2020. Quyền trượng đăng quang được tạo nên bởi sự tâm huyết và đột phá của những nghệ nhân khéo léo chuyên nghiệp. Chiếc trượng được mạ vàng 24K sáng lấp lánh, đính thêm 44 viên đá quý, trong đó có 2 viên thạch anh tím 30mm, tô điểm thêm cho vẻ đẹp tràn người từ sắc đẹp, trí tuệ và lòng nhân ái của Tân Hoa hậu. Quyền trượng mang hình ảnh chiếc đồng hồ nâng đỡ vương miện, ghi dấu hành trình thập kỷ hương sắc đáng nhớ và kỳ vọng mở ra thập kỷ hương sắc mới thành công, vang vọng trong tương lai. Thì Hoa hậu Việt Nam năm nay dành tặng ghế đăng quang và quyền trượng đăng quang dành riêng cho Tân Hoa hậu với mong muốn góp phần tôn vinh vẻ đẹp Việt. Và ngay bây giờ đây, giây phút quan trọng nhất đã đến. Chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Trọng Khương, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh, Mr. Juzo Murakami, Chief Operating Officer, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện máy Aqua Việt Nam. Trân trọng kính mời bà Lê Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Mỹ phẩm Kiss 22. Và ngay sau đây, chúng tôi xin mời 3 thí sinh còn lại trong top 5 sẽ tiến lên phía trước. Tiếp theo, chúng tôi xin trân trọng kính mời nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức, sẽ công bố Tân Hoa hậu Việt Nam. Kính thưa tất cả quý vị, tôi xin thay mặt ban tổ chức để công bố kết quả cuối cùng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Thí sinh sẽ đoạt ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020. Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 245, Đỗ Thị Hà. Một lần nữa xin được chúc mừng Tân Hoa hậu Việt Nam năm 2020, Đỗ Thị Hà. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Trọng Khương, phó giám sát, Mr. Juzo Murakami, bạn sẽ chào cúp và bà Lê Thị Hồng Nhung sẽ trao hoa cho Tân Hoa hậu. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam tặng phẩm dành cho Tân Hoa hậu có thêm hoa sứ đăng quang cực kỳ đặc biệt. Thưa quý vị, sau hành trình 2 tháng, cho tới giờ phút này, chúng ta đã biết được
Tân Hoa hậu Việt Nam. Một lần nữa xin được chúc mừng Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Và chúng tôi xin được mời tiếp theo ạ. Các quý vị sẽ trao vâng hoa sứ đăng quang dành đến cho hoa hậu của chúng ta. Vâng, chúng ta đang có thể thấy ghế đăng quang đang xuất hiện thật lộng lẫy để đón chờ chủ nhân mới của nó. Xin mời bà Phạm Kim Dung sẽ trao vương miện cho Hoa hậu Tiểu Vy. Vâng, trước tiên thì ngay lúc này xin mời Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Việt Nam 2020, bạn sẽ tiến về chiếc ghế đăng quang ạ. Xin mời. Xin được chào đón sự quay trở lại của Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy. Và bây giờ sẽ là thời khắc Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Xin được trân trọng kính mời bà Phạm Kim Dung sẽ trao vương miện cho Hoa hậu Tiểu Vy. Vâng, và ngay sau đó thì Hoa hậu Tiểu Vy sẽ trao cho người kế nhiệm với tất cả những lời chúc mừng và cả trách nhiệm cũng như là sự vinh dự mà Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đã có được vào những giây phút như thế này. Và sau những giây phút thế này thì cái tên Đỗ Thị Hà sẽ trở thành một cái tên quen thuộc với tất cả chúng ta, với đầy đủ những trách nhiệm của một Hoa hậu Việt Nam. Và chúc bạn sẽ tiếp bước cùng với những gì mà Trần Tiểu Vy đã có được trong nhiệm kỳ của mình. Một giây phút đầy xúc động thưa quý vị. Và tiếp theo, trân trọng kính mời nhà báo Lê Xuân Sơn sẽ trao quyền trượng cho Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Thưa quý vị, trong giây phút này đây, niềm vui như vỡ òa, niềm hạnh phúc như được nhân lên gấp bội. Xin chúc mừng cô gái tài sắc đã nỗ lực, đã cố gắng suốt chặng đường của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 để có được kết quả tuyệt vời này. Và ngay bây giờ đây chính là khoảnh khắc. Trân trọng kính mời hai Á hậu 1 và Á hậu 2 sẽ cùng đến bên Tân Hoa hậu Việt Nam 2020. Vâng, và chắc chắn đây sẽ là những giây phút rất đáng nhớ của tất cả chúng ta. Và ngay sau đây chúng tôi xin mời Tân Hoa hậu Việt Nam hãy bước những bước đi đầu tiên trên cương vị mới của mình. Những bước đi của bạn trên sân khấu vào lúc này như một lời hứa thiêng liêng với cương vị Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ thật vững chãi, khởi đầu cho một hành trình mới vì ý nghĩa cao đẹp cho xã hội và cộng đồng. Tất cả chúng ta sẽ cùng chúc cho Tân Hoa hậu rực rỡ như viên ngọc sáng để thực hiện trách nhiệm của mình với đất nước, với sứ mệnh của Hoa hậu Việt Nam. Xin chúc mừng. Vâng, và ngay sau đây chúng tôi cũng xin được kính mời bà Bùi Thị Mỹ Cảnh sẽ tiến ra sân khấu để tặng phẩm cho Tân Hoa hậu, để Tân Hoa hậu sẽ đấu giá từ thiện trong cuộc thi quốc tế sẽ được diễn ra vào năm sau. Xin kính mời bà. Xin cảm ơn bà Bùi Thị Mỹ Cảnh và một lần nữa xin chúc mừng Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cùng với hai Á hậu. Và chúc các bạn thật nhiều may mắn để có được những thành tích cao trong các đấu trường nhan sắc quốc tế. Vâng, và một lần nữa thì xin mời Tân Hoa hậu sẽ tiến về chiếc ghế đăng quang của mình để cùng chia sẻ niềm vui và sự vinh dự này với hai Á hậu Việt Nam 2020. Thưa quý vị, như vậy là sau một hành trình dài, chúng ta đã tìm thấy được chủ nhân xứng đáng nhất của chiếc vương miện danh giá, Đỗ Thị Hà. Và hành trình này sẽ nối tiếp một hành trình khác để Tân Hoa hậu của chúng ta có thể khẳng định tài năng và vẻ đẹp của mình.
Thưa quý vị, và đến đây thì đêm chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 với chủ đề Thập kỷ hương sắc xin được phép khép lại. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị lãnh đạo, quý vị khách quý đã tham dự chương trình tối nay. Cảm ơn các đơn vị nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình Hoa hậu Việt Nam 2020. Cảm ơn ekip đã mang đến một chương trình, một cuộc thi đặc sắc, ấn tượng và đầy mãn nhãn. Một lần nữa xin được chúc mừng tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh và Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Thưa quý vị, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 do báo Tiền Phong phối hợp cùng với công ty Sen Vàng tổ chức. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi, đã theo dõi chương trình. Xin chào.